Hello mọi người, thì ở video ngày hôm nay anh em mình sẽ bắn cung tên lửa. Và đây là cái lần đầu tiên mình thử chơi cái trò này. Sợ rụng thôi. Rồi đấy. Được chưa? Được rồi. Thì ở đây mình đã chuẩn bị mấy cái mũi tên này, sau đó mình đốt lửa lên và bắn vào kia. Đây, anh em mình đã chuẩn bị rơm bốc lửa. Và ở đây mình có tổng cộng là 6 cái mũi tên lửa. Sang đây, đây là mấy cái mũi tên lửa. Ok, châm lửa đây. Châm lửa đây. Châm này, mấy có cháy không? Vậy dầu không bắt lửa máy rồi, xăng cơ. Đó. À, hay ghê. Hồi hộp lắm các bạn ơi. Ui. À, hay ghê. Hồi hộp lắm các bạn ơi. Ui giời, trượt. Mình sẽ dùng cái mũi tên này. Mũi tên này mình đầu tư thời gian làm cái mũi tên này khá là lâu. Mình hy vọng lần này sẽ bắn trúng. Ok. Rất là gấp. Anh bán đi đâu ấy? Đây xạ thủ của chúng ta đang bắn nhá. Chưa to rồi, chết rồi. Rất là gấp. Anh bán đi đâu ấy? Anh bán đi đâu ấy? Từ từ anh bán đây. Đây xạ thủ của chúng ta đang. Ui giời ơi. Bắn được nhiều lần nữa là vẫn ok nhỉ. Đấy, em cứ di chuyển như vậy không được là không có lệ được. Nhìn nó linh hoạt hơn một tí. Đó, lại bắt lửa ngay. Mình không bắn nhanh là nó cháy mất cái cây ở trên đầu kia. Ui, nó kêu vãi. Ý, ở trên đầu kia. Này bắn toàn chừa thôi. Toàn chừa. Bắn phải làm sao bắn đứng đúng cái đúng chỗ quy định, đúng mũi. Ui bắn chừa. Ui bắn chừa. Anh nghĩ là cái mà nó như thế này bắn mới xuyên được này, bắn xuyên cây cuối này. Tại vì nó không có đầu cảm ấy. Thì chắc chắn là lực bắn nó rất kinh hơn. Thôi, đã sang một mũi khác. Cái mũi này đi, mình thấy nó khá là cứng chắc. Còn mũi cuối cùng kia mình thề luôn. Mình mà bắn trượt nó mình lại đúng một mé thì có bắn. Mình bắn gà quá các bạn. Chân tội là bắn cái này luôn luôn. Ừ, thật mùi dầu. Nhưng mà em thấy như xăng nó bắt lửa hơn thì phải. Nhưng mà dầu nó cháy ra màu đẹp hơn. Ui da.
Ok. Ngắm. Bắn. Tắt tắt tắt. Oh, cái kia tắt rồi mình sẽ không dùng nữa. Mình đã. Lần này mình phải giữ đúng lời thề các bạn ạ. Còn cây này mình sẽ bắn ở cự ly gần. Ok. Cây này mình sẽ bắn ở cự ly gần. Cáu lắm rồi đấy. Nó không cháy. Rồi. Bắn ở đây mà còn không trúng nữa. Tôi phải đốt cung. Phản. Trúng thì trúng rồi. Nhưng mà phản. Tụi làm mũi tên nó không cắm các bạn. Phản. Trúng thì trúng rồi. Nhưng mà phản. Cần tội là mũi tên nó không cắm các bạn ạ. Mình nghĩ là cái này nên cho xăng thì ok hơn. Ôi chết mẹ. Cái này không bắt lửa nhỉ? Ui cháy to thế. Nhìn thứ nhất này các bạn. Đấy, đứng này à? Đứng đây không quay được cái cháy cháy kia rồi. Không, không quay được hết cái cháy kia đâu. Chỉ quay được một là người hay là cái này thôi. Còn mỗi một cây. Ok mà giờ thì mình sẽ bắn lên bên trên giờ nhá. Cố gắng bắt nhá. Anh sẽ bắn lên trên giờ. Sợ nó rơi ngay vào đầu camera man thì cũng mệt lắm. Bắn đâu? Anh bắn chỗ như thế này đi. Bắn nhá. Không nhìn thấy gì luôn. Nhìn thấy mốt rồi, cơ bản thôi. Góc nhìn thấy nhất. Cái cam action cam. Action cam này. Mình đã quay được 11 phút 43 giây. Mình sẽ đeo vào để cho các bạn nhìn thấy cái góc nhìn thứ nhất của nó. Sợ thủ đi xoay nhái. Không mày cướp. Từ mình nhấp buộc lại này. Có nóng không anh? Có nóng. Nhưng mà đang cố hy sinh đây. Khét mù nhỉ? Vừa nóng vừa thổi. Vừa nóng vừa thổi. Ok. Thật sự là cái này mà tẩm dầu nó cháy đâu lắm các bạn. Tí nữa anh em mình phải lo dập cái này mới mệt thôi. Lấy đá mà đập thôi. Đó. Bây giờ quay làm sao để lấy hết à? Anh có action cam mà cũng không phải lo. Wow. Ôi. Anh có action cam mà cũng không phải lo. Wow. Ôi. Sợ chết camera mẹ. Còn đừng lần nữa. Bắn luôn. Anh sẽ bắn luôn. Anh bắn lần này anh bắn chết cho nhá. Bắn lần này anh bắn chết lên nhá. Không phải lo đâu. Ui ui. Nhưng mà chẳng quay được đâu. Quay được mỗi cái quay được mỗi cơ bản thôi. Chẳng quay chẳng như thế gì. Khi anh bắt lửa ác ấy nhỉ? Bắt lửa ác, vì anh chỉ sợ cháy thôi. Không cháy được. Nó ở trên này luôn rồi. Nó đúc vào luôn trên này. Tắt luôn. Ok, thì anh em mình đã thực hiện xong video này. Ơi, và lấy cái đống mũi tên này các bạn này. Thực sự là nó bét rất là nhiều. Đấy. Cái cung của mình thì vẫn còn nguyên. Nếu anh em mình đã tắt được. Vườn nhà em mình thì nó rất là nhiều mũi. Hiện tại là nó đang gãi chân, nó rất là muốn về các bạn ạ.
Thì đây, cái rơm cháy này với lại cái phần này thì mình nghĩ là nó không thể cháy được ra đâu các bạn. Nên là mình sẽ không phải lo vấn đề về an toàn cháy nổ. Mình đã chọn cái khu này thì mình đã suy tính rất là lâu để làm cái video này. Thì thực sự là tốn rất là nhiều thời gian thì mình mới tìm được ra cái chỗ này đấy các bạn. Video này của mình mục đích làm là để chia sẻ về trải nghiệm bắn thử cung tên lửa, chứ không phải là với mục đích xấu nào. Mình khuyên chân thành các bạn là đừng nên thực hiện cái video này tại nhà nhá, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề an toàn cháy nổ. Và hỏa hoạn thì rất là kinh, các bạn có thể xem những cái vụ tai nạn cháy nổ trên mạng ấy, bao nhiêu tài sản đi tong hết, người người đều khổ. Mình làm video này mục đích chỉ là để vui và để chia sẻ cho các bạn về cái trải nghiệm thực sự của mình. Thực sự hôm nay mình bắn cái này vừa hồi hộp nhưng mà thực sự rất là vui. Cảm ơn các bạn đã xem video này, đừng quên để lại một like và một subscribe cho kênh của mình mau lớn nhá. Bye bye. Buông bỏ cung kiếm.